Có một Phật tử hỏi rằng A Di Đà Phật, con xin bạch thầy, con ăn chay luôn 2 năm, con bị tiền đình thiếu máu lên não, có vị thuốc ăn trứng vịt lộn và cá thịt hết bệnh tiền đình. Vậy xin thầy cho con lời khuyên. Trên câu thứ hai là trên bàn thờ Phật, con để ảnh và tượng, khi khấn con có nên đọc khấn các vị được không? Con xin kính thầy. Cái này cũng rất là thực tế trong cuộc sống đó. Một câu hỏi rất là thực tế. Các Phật tử, thầy hôm qua thầy bảo có cái gì các vị không biết thì cứ đưa lên hỏi. May mắn được trả lời thì chúng ta biết, mà các Phật tử không hỏi thì chúng ta cũng biết thêm để chúng ta có kinh nghiệm. Phật tử hỏi rằng đã ăn chay 2 năm rồi nhưng bị bệnh tiền đình. Chắc là đọc thấy trên sách báo hay là nghe thấy ai mách là có cái bài thuốc chữa khỏi bệnh tiền đình, đó là ăn trứng vịt lộn. Các quý vị nghĩ xem, nếu mà có cái bài thuốc ăn trứng vịt lộn mà khỏi bệnh tiền đình á, thì ít nhất á, nhà nước của chúng ta cũng như là trên toàn thế giới á, mỗi một năm sẽ giảm xây dựng đi bao nhiêu, được mấy chục cái bệnh viện. Chúng ta biết rằng á, rối loạn tiền đình mà ăn trứng vịt lộn mà khỏi thì quả thật là trên thế gian này không có ai bị bệnh rối loạn tiền đình nữa cả. Cho vài quả trứng vịt lộn là khỏi ngay, đúng không? Nhưng mà quả thực là không có cái chuyện là ăn trứng vịt lộn là khỏi bệnh rối loạn tiền đình. Nếu mà theo về nhân quả, theo về người tu hành đạo Phật của chúng ta, chúng ta biết rằng á, trứng vịt lộn có phải là một chúng sinh sắp sửa được ra đời mà bị chúng ta giết chết khi nó còn ở trong thai nghén không? Có. Mà Đức Phật dạy chúng ta phạm tội sát sinh thì phải bị quả báo là gì ạ? Yểu mạng và tật bệnh. Vị này á, nói như vậy mà về mà không tin á, vẫn cứ nghe mà ăn cái bài thuốc trứng vịt lộn để chữa bệnh á, có khi là còn đơ đơ nhanh hơn. Thật đấy. Cái bệnh mà rối loạn tiền đình của vị này á, tôi mách cho một cái bài thuốc. Một cái bài thuốc này rất là tốt, chịu khó uống thì chỉ trong vòng 3 tháng hoặc là 1 năm là khỏi bệnh tiền đình. Biết bài thuốc gì không? Lễ Phật y học. Vị này nên học cái bài lễ Phật y học. Và mỗi một lần lễ Phật y học, vị này lễ khoảng 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi trở lên. Và lễ cho thầy 3 tháng hoặc 1 năm. 1 năm trời mà mỗi một ngày được 3 khóa lễ, mỗi khóa lễ 1 tiếng thôi mà không khỏi bệnh á, mang cái bệnh đấy đến đây tôi đau cái này, đau tiền đình thay cho vị nha. Nhưng mà phải chịu khó thành tâm để lễ cơ, lễ thật sự. À, đến khóa tu sang năm á, thì tới đây để học, hoặc là muốn học á, thì học gặp riêng các Phật tử mà hay đến đây tu khóa tu rồi á, dạy cho cái phương pháp lễ Phật y học. Đến bệnh ung thư người ta lễ Phật y học còn khỏi. Có một vài trường hợp bệnh ung thư rồi lễ Phật y học vẫn khỏi. Đó. Mà người khởi đầu là Pháp Sư Đạo Chứng ở Đài Loan. Ở Việt Nam chúng ta, thầy dạy cái phương pháp lễ Phật y học này, nhất là ai bị bệnh thấp khớp. Bệnh thấp khớp là mấy cụ già ngày xưa lên trên núi mà gặp thầy bò lên cái sân nhà tổ á, mà mới lễ chỉ có một nửa tháng thôi. Khi mà thầy đi lên đó, cụ ấy bỏ gậy ra và cụ trèo lên và cụ cười, cụ vui, cụ bảo bạch thầy quả thật là Phật pháp nhiệm màu. Con mới lễ có một nửa tháng mà chân con là đỡ đau thật nhiều. Thế là cụ ấy bỏ gậy là cụ leo tong tong lên cái sân nhà tổ cho, lên sàn nhà tổ cho thầy xem. Mà trước đó một nửa tháng thì cụ phải gì? Phải bò lên. Đó. Cái phương pháp lễ Phật y học á, nó kết hợp cả cái phương pháp chữa bệnh bằng khoa học, bằng y học, cùng với vấn đề tâm linh. Cho nên ở đây thầy khuyên là bỏ bài thuốc trứng vịt lộn mà uống bài thuốc là lễ Phật y học nhé.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.